Tại Singapore, sản phẩm của doanh nghiệp sữa Việt Nam Vita Dairy đã được Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Quốc tế trao giải sản phẩm sáng tạo đột phá nhất. Trong số hàng trăm sản phẩm dự thi được gửi đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ có 4 sản phẩm đạt giải. Sở dĩ Colos Baby Gold được trao giải lần này là nhờ hướng đi khác biệt của doanh nghiệp khi chọn cách đầu tư vào nghiên cứu khoa học, tạo nên dấu ấn riêng cho sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch.